Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt một cái tôm lửa như thế này. Mà các bạn cần theo dõi như vậy nha. Đầu tiên tôi chuẩn bị giấy A4 kích thước là 20x20cm. Ta bắt đầu gấp hai đường kéo. Tao là 12 người con. Tôi gấp thêm 2 đường ngang nữa. Tôi gấp lại thành 1 phần luôn. Tiếp tục cắt hai đường này và cái lửa này. Lửa này ta cũng cắt luôn. Và hai phần này ta cũng cắt tại giữa này. Sau đó ta gấp một phần vào trong. Ta tiếp tục cắt hết các phần còn lại. Sau đó phải đắp ngược lại vào trong.
ta tiếp tục bắt phần cái mặt phải xuống vào đầu này, ta gắp vào đầu. Nó càng quét kỹ rồi.